chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và để đáp lại sự quan tâm đó của quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chương trình Chuyện mỗi ngày luôn mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện, những vấn đề đang được cộng đồng xã hội quan tâm nhất. Dạ đúng rồi ạ. Và cả những khoảnh khắc sâu lắng nữa qua những câu chuyện nhân văn mà chúng tôi gửi đến trong chương trình để thấy rằng cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp, đúng không nào? Vâng ạ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay có những gì nổi bật nha quý vị. Nổ bóng bay khiến nhiều em học sinh bị bỏng phần tay và mặt. Cùng bàn luận về hiểm họa từ phụ tùng giả trong chuyên mục Chiều sao cho nổi. Tấn Khoa này, tháng 9 đến rồi, mùa thu cũng theo sau, làm cho Trinh Trà gợi nhớ đến mùa thu Hà Nội với những chiếc xe của các mẹ, các chị nè, chở đầy các loại hoa trên các góc phố. Mà dạo này những hình ảnh cũng xuất hiện rất là nhiều trên các trang mạng xã hội, làm cho mình cũng muốn hòa vào với cái không khí ấy ghê luôn. Có một tin vui rất vui dành cho Trinh Trà đây. Trinh Trà không cần chờ phải ra đến Hà Nội thì mới được ngắm, được hòa mình vào sắc hương mùa thu Hà Nội ấy, mà ngay tại Bình Phước cũng đã có mùa thu rồi đó. Thật hả Tấn Khoa? Vậy thì phải thưởng thức ngay mới được. Và quý vị thân mến, chúng ta cùng mượn mùa thu tháng 9 để mở đầu cho chương trình hôm nay nhé. Góc phố bên công viên trên đường Lê Quý Đôn, phường An Lộc, thị xã Bình Long bỗng chốc rộn ràng khi có sự xuất hiện của khá nhiều những em bé nhỏ và những cô gái trẻ trung với nhiều loại trang phục khác nhau đang tạo dáng cùng hoa trên tay. Phía sau được làm nền với rất nhiều bó hoa tươi được lựa chọn, mix màu cẩn thận. Rất nhanh, những tấm hình xuất sắc mang hơi thở của mùa thu đã được ghi lại. Và đây là chiếc xe hoa đầu tiên xuất hiện tại khu vực này. Cảm giác rất là mới mẻ, mình chưa được chụp vào thời tiết se se lạnh như thế này bao giờ. Cảm giác rất là thích, tại vì cũng chưa bao giờ được ra Hà Nội á, nhưng mà bây giờ cũng được trải nghiệm thử thì cứ tưởng tượng như là mình đang ở Hà Nội. Cảm thấy rất là vui, háo hức, cảm giác như là mình đang ở một cái thủ đô giống Hà Nội vậy. Cái này cảm ơn người tạo ra chiếc xe hoa này rất là nhiều. Hình thức hoạt động của xe hoa rất đơn giản. Những ai muốn chụp hình cùng hoa chỉ cần phụ phí 40.000 đồng trên một người. Cho chủ nhân của xe là có thể chụp thỏa thích cùng các loại hoa và xe hoa bao lâu tùy thích. Được biết trong dịp lễ 2 tháng 9 vừa qua, cũng đã có một số địa phương khác đưa những chiếc xe hoa này ra phục vụ các bạn trẻ và tạo thêm sắc thu êm đềm ngay tại Bình Phước. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, để có được một chiếc xe hoa đẹp phục vụ nhu cầu của giới trẻ, thì chủ nhân cũng là một người rất tâm huyết. Mình làm cái xe hoa này thứ nhất là để phục vụ cái trước tiên là cái sự yêu thích của bản thân, cái niềm đam mê selfie của bản thân. Thứ hai là để phục vụ tất cả mọi người cũng được hưởng ứng cái mùa thu Hà Nội vì nó đang rất hot hiện nay. Và mình cũng muốn gửi gắm đến tất cả mọi người là hãy lưu giữ lại thanh xuân khi mình có thể. Ở các tỉnh khu vực miền Nam nói chung, Bình Phước nói riêng, thời tiết không rõ bốn mùa xuân hạ thu đông như miền Bắc. Nhưng thời tiết từng thời điểm cũng có hơi hướng của các mùa trong năm. Và sự xuất hiện của những chiếc xe hoa dễ thương này không chỉ làm rộn ràng thêm các góc phố, mà còn góp phần tạo nên một sắc thu khá đặc biệt và độc đáo ở Bình Phước. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin hôm nay có gì. Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. Vào sáng sớm ngày 6 tháng 9, bệnh viện đã tiếp nhận 3 bệnh nhân được trực thăng đưa từ bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. 3 bệnh nhân nam 49 tuổi, 40 tuổi và 27 tuổi là ngư dân cùng quê huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, theo tàu cá đánh bắt tại ngư trường Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, trong buổi lặn để khai thác hải sản ở độ sâu khoảng 10 đến 20 mét. Trong thời gian khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Khi trở lên tàu được 1 giờ, cả 3 ngư dân xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở, được đưa vào bệnh xá đảo Sinh Tồn vào rạng sáng ngày 5 tháng 9.
Tại đây, qua kết nối trực tuyến, các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 nhận định ba ngư dân đã có biến chứng suy hô hấp, có nguy cơ tổn thương tủy, thần kinh trung ương, đe dọa tính mạng, vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo sinh tồn, cần đưa về đất liền để kịp thời cấp cứu. Tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 cùng trực thăng đã ra đón bệnh nhân trong tối 5 tháng 9 và rạng sáng 6 tháng 9 đã đưa các bệnh nhân về tới thành phố Hồ Chí Minh nhập viện cấp cứu. Đây là lần đầu tiên trực thăng vận chuyển cấp cứu 3 bệnh nhân cùng lúc từ Trường Sa về đất liền điều trị. Sau vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng làm nhiều học sinh ở trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị thương, hiện tại các cháu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định, tâm lý và sức khỏe đang dần ổn định trở lại. Sau khi nhận được tin, gia đình các em đã có mặt cùng với nhà trường và chính quyền địa phương đưa các con đến bệnh viện. Sau vụ nổ bóng bay, hầu hết các học sinh đều bị bỏng phần tay và mặt. Sau khi nhập viện điều trị, những vết bỏng của các học sinh gặp nạn đã được các bác sĩ xử lý băng bó lại. Trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 9, nhà trường long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Tại buổi lễ, nhà trường đã chuẩn bị hai chùm bóng bay để hai bên cánh gà. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, buổi lễ bế mạc. Sau buổi lễ, một số học sinh và phụ huynh lên khán đài lấy bóng bay chơi. Cùng lúc đó, thầy C, giáo viên nhà trường đi qua, trên tay cầm thuốc lá, không may đụng phải khiến bóng bay phát nổ. Vụ nổ đã làm cho 10 học sinh bị bỏng nhẹ. Hiện tại, sức khỏe của 10 học sinh gặp nạn đã ổn định. Một em xin về nhà, chín em ở lại theo dõi, điều trị. Ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Văn An, 27 tuổi, tổng giám đốc công ty Lộc Phúc và 21 người khác gồm quản lý, nhân viên của công ty này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật, 3,5 ngàn đô la Mỹ, 24,3 lượng vàng, 7 ô tô. Những người này bị bắt khi đang giới thiệu cho khách các dự án ma trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Từ tháng 6 năm 2022, công ty bắt đầu tổ chức một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để đưa khách hàng vào trong. Doanh nghiệp đã hướng dẫn nhân viên vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh, chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Sau đó, công ty này hẹn gặp người mua tại một địa điểm rồi đưa khách lên xe 52 chỗ trở về Đồng Nai. Sau khi khách hàng đã đặt cọc, người của công ty đưa khách hàng đi công chứng ở một vị trí hẻo lánh. Về sau, nếu khách hàng có khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với họ sẽ hủy SIM rác và chặn liên lạc. Công an tỉnh Sơn La tiến hành bắt người khẩn cấp đối với Ngô Văn Tỉnh, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, về hành vi tàng trữ hàng cấm. Trước đó, vào ngày 4 tháng 9, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Tú, trú tại bản Chiền Khương, xã Chiền Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, và thu giữ 4 thùng pháo hoa nổ với số lượng 70 dàn, loại pháo 49 quả 1 dàn và 9 quả 1 dàn. Đây là số pháo không rõ nguồn gốc có trọng lượng hơn 120 kg. Số vật chứng trên được xác định là của Ngô Văn Tỉnh, đã mua của một đối tượng không rõ tên, địa chỉ, tại khu vực biên giới rồi gửi tại nhà ở của Nguyễn Văn Tú. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Một vụ cháy xảy ra tại xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bất ngờ bùng phát thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của một hộ dân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 9, người dân thôn Đắc Liên, xã Đắc Nhau phát hiện khói lửa phát ra từ nhà của bà Thị Ngân. Sau đó thì nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã điều động một xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành tới hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai thực hiện phương án dập lửa. Đến 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà có diện tích khoảng 200m² của nhà bà Ngân, cùng nhiều tài sản có giá trị khác, gây thiệt hại nặng nề. Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ học viên cai nghiện chất cấm trốn trại, dùng hung khí cướp xe máy người dân trên địa bàn. Nghi can bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Đức Tính, 31 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tính hiện là học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 5 tháng 9, công an nhận tin báo một học viên trốn khỏi Trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh.
Sau đó, học viên này dùng dao rửa đe dọa cướp xe máy của một người dân để tẩu thoát. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Giáo đã bắt giữ nghi can tại một tuyến đường thuộc ấp Bầu Trư, xã An Bình. Cũng theo công an, tính là người nghiện ma túy và từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự Tạ Minh Tân, 35 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng và Đặng Hữu Thức, 32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi trộm chó, chống trả lực lượng công an khi bị truy đuổi. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người đi ô tô đang dùng súng điện tự chế bắn trộm chó trên địa bàn. Khi phát hiện bị lực lượng công an, tài xế đã tăng ga bỏ chạy về phía hướng thành phố Thuận An. Quá trình truy đuổi, những người trên xe đã manh động, dùng bình xịt hơi cay, súng điện tự chế bắn vào lực lượng công an. Sau đó tiếp tục rải đinh sắt tự chế xuống đường, làm cho một xe máy bị bể bánh. Sau khoảng 15 km truy bắt đến đoạn đường thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, ô tô của nhóm người này bị mất lái tông vào tường của một công ty. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được Tân và Thức cùng toàn bộ tang vật gồm một ô tô, một ớt, súng bắn điện tự chế, 6 con chó cùng nhiều tang vật khác. Hiện công an thành phố Tân Uyên đang tiếp tục truy bắt nghi can còn lại trong nhóm trộm chó. Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng tôi sẽ đưa vào bàn luận sau đây có lẽ cũng là chuyện đã khiến cho nhiều người bực mình, đó là phụ tùng xe giả. Thì theo Tấn Khoa thì sử dụng phụ tùng xe giả thì nó sẽ xảy ra những rủi ro như thế nào nè? Đã là đồ giả luôn tiềm ẩn rủi ro khi sử dụng rồi đó Trinh Trà. Nhẹ thì hư hỏng thiết bị, máy móc, còn mà nặng hơn thì gây nguy hiểm cho người sử dụng. Đúng vậy Tấn Khoa, nếu mà lỡ thay nhầm phụ tùng xe máy thì người điều khiển phương tiện rất là dễ gặp sự cố vận hành. Nguy hiểm hơn nữa là xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vì lợi nhuận mà có một số người bất chấp pháp luật để buôn bán phụ tùng giả, gây hiểm họa cho người sử dụng phương tiện. Thế thì những gian thương này cần được sớm phát hiện và xử lý nghiêm để ngăn ngừa hậu họa rồi. Mới đây thì một hộ kinh doanh phụ tùng xe máy ở Gia Lai vừa bị lực lượng chức năng phát hiện là có hành vi buôn bán phụ tùng giả đó Tấn Khoa. Cụ thể, trên cơ sở tố cáo của người tiêu dùng, cuối tháng 7 năm 2023, qua kiểm tra cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy của doanh nghiệp tư nhân A tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lực lượng quản lý thị trường tỉnh này đã phát hiện cửa hàng nói trên có chứa 241 linh kiện và phụ tùng xe máy các loại, gồm dây thắng, tay chụp vặn ga, xốp lọc gió, dây rắc lửa, vòng bi v.v. giả mạo nhãn hiệu của công ty Honda Motor Nhật Bản đã được bảo hộ tại Việt Nam. Để răn đe doanh nghiệp tư nhân A nói trên, cũng như các đối tượng buôn bán hàng giả nói chung, lực lượng quản lý thị trường Gia Lai đã ra quyết định tịch thu số hàng giả nói trên để tiêu hủy, đồng thời xử phạt doanh nghiệp này với số tiền 20 triệu đồng. Vâng thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy rằng hành vi buôn bán hàng giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng của người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Nên người tiêu dùng cần đề cao cảnh giác trước vấn nạn hàng giả khi mua sắm. Thiết nghĩ để nạn hàng giả không còn đất sống, bên cạnh tinh thần cảnh giác của người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường nói riêng, các lực lượng chức năng chống hàng giả nói chung cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những gian thương như trường hợp ở trên để răn đe. Tiếp theo chương trình, người phụ nữ có hành vi trộm cắp trước mặt con mình. Chuyến xe kỳ thú mang tri thức và niềm vui đến với những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị, mọi hành vi, lời nói của ba mẹ sẽ có tác dụng trực tiếp và to lớn tới con cái của họ. Con cái là tấm gương phản chiếu chính xác nhất những gì mà ba mẹ thể hiện. Thế nên, nếu hành động xấu trước mặt con, có nghĩa là ba mẹ đã dạy con làm điều xấu. Dẫu biết là vậy, nhưng người phụ nữ trong clip sau đây lại để lại cho con một hình ảnh vô cùng xấu xí. Cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip được Tai Mắt Phố Phường ghi lại. Chở theo con nhỏ nhưng người phụ nữ sau không làm gương mà có hành động khá đáng trách. Diễn biến sau xảy ra tại một quán ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này, một người phụ nữ chở theo hai đứa con chạy ngang quán. Phát hiện bịch đồ, người này chạy xe quay lại, rồi xuống lấy bịch gà mà chủ quán chưa kịp đem vào, rồi leo xe tẩu thoát. Hành động xấu của người mẹ đã khiến người xem nóng mặt và phẫn nộ vì làm như vậy sao dạy được con của mình. Hơn cả thế, điều đáng lo ngại chính là hành động lấy trộm đồ của người phụ nữ này sẽ gieo nên những hình ảnh và suy nghĩ xấu vào tư tưởng của những em nhỏ, khiến cho những em nhỏ này nghĩ rằng đó là một hành động bình thường,
để rồi sau đó sẽ thực hiện những hành vi trộm cắp khác trong tương lai. Dạ vâng, tạm khép lại vụ trộm này, sẽ là một vụ trộm khác. À mà phải gọi là phim ngắn mới đúng đó Tấn Khoa. Vụ trộm mà coi như là phim ngắn luôn hả Trinh Trà? Đúng rồi, vì kẻ trộm trong clip sau đây đã vào vai rất là thành công mà không một động tác thừa nào luôn. Vụ việc không ngờ xảy ra vào lúc 7 giờ 45 ngày 25 tháng 8 vừa qua, gần cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, Bến Lức, tỉnh Long An. Thời điểm này, người đàn ông chạy xe đi mua can dầu, về tới cổng bị nghiêng đổ xe. Đúng lúc đó có cặp nam nữ đi bộ ngang qua, nói để xe đó đỡ lên giùm cho. Người đàn ông tưởng người làm trong công ty nên để xe cho đôi nam nữ đỡ, còn ông thì xách can dầu vô. Quay ra thì đôi nam nữ trên đã chạy xe đi mất. Xem xong đoạn clip vừa rồi, vừa thấy thương mà cũng vừa thấy trách bởi sự chủ quan của người chủ phương tiện. Thôi thì đây như là học phí phải trả cho bài học nhớ đời này. Vâng thưa quý vị, tại mắt phố phường lại tiếp tục ghi nhận một tình huống trộm thịt gà và hành động xấu xí của một chị gái. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Có lẽ người giao hàng đem đồ tới cho quán nhưng chủ quán chưa kịp ra nhận thì chị gái lạ mặt xuất hiện tiện tay lấy đi. Hy vọng chị này động lòng trắc ẩn quay lại khắc phục trước khi mọi chuyện đi quá xa. Vụ việc xảy ra tại một quán ở thành phố Vũng Tàu. Camera cho thấy lúc rạng sáng, một chị gái thấy trước quán ăn có để bịch đồ nên đã thản nhiên tới lấy xách đi mất. Được biết bên trong có khoảng 15kg gà. Một hành vi cực kỳ xấu xí, không thể nào chấp nhận được. Quý vị thân mến, với mong muốn cho các em thiếu nhi học sinh ở vùng sâu vùng xa tiếp cận được với tri thức về sách và rèn luyện các em những kỹ năng sống, những năm qua, Thư viện tỉnh Cà Mau đã đều đặn lăn bánh chuyến xe thư viện lưu động để về các địa phương vùng sâu vùng xa trong tỉnh phục vụ cho các em. Chuyên mục Cửa sổ hạnh phúc hôm nay mời quý vị cùng trải nghiệm chuyến xe kỳ thú mang tri thức và niềm vui đến với những trẻ em ở vùng sâu vùng xa qua những hình ảnh sau đây. Chuyến xe thư viện lưu động được các em thiếu nhi gọi vui là chuyến xe kỳ thú. Bởi trên xe có rất nhiều điều mới lạ, hấp dẫn, thu hút các em. Xe được trang bị hơn 4.000 quyển sách và 6 máy tính, được nối mạng, các máy chiếu, TV và các thiết bị hỗ trợ khác, đảm bảo cho các em có được một buổi đọc sách, vẽ tranh, vui chơi thỏa thích. Xe này thì có là nhiều chuyện hay, còn có máy vi tính để các bạn bấm nữa, còn có câu đố hình đố chữ để các bạn nhận phần thưởng. Bên cạnh việc trang bị cho các em là hành trang tri thức, hướng các em đến văn hóa đọc sách và giúp các em vui chơi giải trí bằng những trò chơi vui nhộn, thì những phần quà là những quyển sách, những bức tranh mà các em vẽ, tô màu sẽ là các phần thưởng để các em mang về đã tạo thêm hứng thú cho các em tham gia. Chuyến xe lưu động mình thì thứ nhất cái việc cần thiết nhất đó là mình đem sách đến cho các em để cho tạo cho các em cái thói quen đọc sách cũng như là hình thành cái thói quen đọc sách từ nhỏ đó. Qua đó thì cho các em bổ sung thêm những cái kiến thức cần thiết áp dụng vào cái việc học tập của mình. Thì bên cạnh đó thì mình cũng có một cái số cái hoạt động trò chơi tương tác với sách cũng như là đuổi hình bắt chữ, đố vui về sách, xem phim thiếu nhi, rồi rung chuông vàng, làm ô hình. Thì qua đó thì thấy các em nó hưởng ứng rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt là đối với các em ở vùng sâu vùng xa thì cái việc đọc sách của các em là các em rất là thích thú, tại vì cái điều kiện của các em ở trong vùng sâu vùng xa thì ít được tiếp xúc với sách đó. Nên là cái hiệu ứng của các em rất là tốt, các em tham gia các hoạt động rất là sôi nổi. Những chuyến xe kỳ thú mang tri thức đến cho các em vùng sâu vùng xa cứ rong ruổi lăn bánh khắp nơi để tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chuyến xe kỳ thú này thực sự đã mang đến một làn gió mới nơi vùng sâu vùng xa, góp phần làm phong phú đa dạng thêm việc cập nhật kiến thức, tạo ra sự hứng thú trong học tập, khơi gợi sự khám phá, tìm hiểu và sáng tạo cho các em học sinh. Và câu chuyện ý nghĩa này cũng đã kết thúc chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6 giờ 30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BPTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BPTV2 lúc 7 giờ 30 và phát lại lúc 18 giờ, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!
đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.